can't be in the Champions League. Well, that's a bit short. Đội bóng của bà phải đội bóng của tôi đâu. Tôi là chủ yếu là tôi đi chài chứ không phải coi bóng bánh gì đâu, bắt ủ là banh bóng gì đâu. Trời trời. Nè, bà đợi. Tôi nói bà rồi nha, mai mốt ông gọi tôi là Misa nữa nha. Bà phải gọi tôi là cái tên thân yêu chiều mến. Misa, Misa, Misa. Cứ tối ngày Misa, Misa, Misa hoài. Nghe nhận hết sức nha. Rồi, Misa. Misa. Thôi, con hết trận dẫn đi ăn nè. Đi chú đợi trai đẹp tới chú kia chú ăn cái gì trời ơi cái bà này làm cái gì vậy? Ông thảnh thơi quá hả? Ông không thấy cái gì hả? Thấy sao không thấy? Cái gì? Cái mỏ đỏ chót kìa, màu son mới đúng không? Ông bị điên hả? Vậy là cái tóc chị em đòi đúng không? Cái kiểu tóc này tôi để một tháng rồi. Trời ơi, nãy giờ tôi giỡn mà thôi, đeo cái bông toàn ten mới cáo mà không thấy. Dạ thưa anh, tôi không có mang một đôi bông toàn ten nào hết nha anh. Dạ. À thấy rồi, ô tô cứu thương vượt đèn đỏ tông ô tô. Thôi đi. Trời ơi, chứ cái gì mà tự nhiên bà rần rần lên vậy? Ý tôi nói là con Mai nhà mình. Nó sao? Con gái con lứa gì như thằng con trai. Mặc đồ giống con trai nè, tính cách như thằng được rửa nè. Rồi con gái cái gì mà chơi game rồi xem nó banh nó thiệt. Cái chán con gái tôi ghê. Nó mới dễ khoảng mà banh bóng á nha. Ừ. Tôi thấy nó rành hơn tôi nữa. Nhỏ giỏi thiệt. Ông này. Trời ơi, quýnh hoài vậy, phải bông cát nó quýnh hoài. Lại tôi nói bà nghe, đó là sở thích của nó, sao mà cấm cản được. Ông. Vậy hôm nay tôi hẹn người tới con mắt con Mai nhà mình. Hẹn ai? Thằng Khoa. Khoa nào? Thì thằng Khoa con bà Hân đó. Tôi không biết luôn á. Nói chung là tôi hẹn thằng Khoa tới đây. Nó đẹp trai dữ lắm ông ơi. Đang làm giám đốc điều hành của một công ty rất lớn. Ủa bà hẹn thằng nào mà tôi không biết vậy? Thì giờ tôi nói không biết nè. Bà hẹn mấy giờ? 7 giờ. Ê, gần tới giờ rồi nè. Gọi Mai đâu? Gọi Mai đâu? Đâu đâu ai biết đâu trời. Trời ơi cái con này, rồi tôi gọi tới nó hồi trưa nó kêu nó về liền. Giờ không thấy mặt mũi đâu. Còn những cái thì con này chứ. Thiệt mệt á. Ta da 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 da. Ba mẹ mới về. Giờ hồi trưa sao giờ mới về? Thì mẹ biết đó, tình yêu bóng đá là bất diệt. Ủa cha nào đây? Giới thiệu với con, đây là anh Khoa. Con của cô Hân, bạn thân của mẹ. Anh Khoa đang làm giám đốc điều hành của công ty Bitget Entertainment đó con. Giới thiệu với Khoa, đây là bé Mai, một cô gái hiền lành, nết na như mì, con gái của bác. Chào Mai. Cô gái có tính cách hiền lành, nết na như mì. Anh tên là Khoa. Và tất cả mọi thông tin chi tiết của anh mẹ em đã giới thiệu. Cười là làm gì? Nhìn nhau vậy hả? À, nói chung lần đầu gặp gỡ mà ai cũng phải ngỡ ngàng thôi. Không ấy Mai dẫn nhau đi khách sạn đi. Nói cái gì vậy? Không, Mai dẫn nhau đi chơi riêng đi. Có thời gian rồi, không gian riêng nói chuyện với nhau. Được rồi. Sao mà được, ba mẹ cũng có quen biết người ta đâu. Trời ơi, thì trước lạ sau quen, từ từ thân sau này cưới con. Đúng luôn, thật sự. Thôi. Coi. Con lứa cái mặt cái bộ đồ giống như một thằng đàn ông y luôn á. Trời ơi đây là hot. Dạ không sao cô ơi, con thích những người có cá tính mạnh mẽ như em ấy.
Vậy là tốt rồi. Dễ thương, dễ thương. Nhau, hợp nhau, dạ. Trời ơi. Có nét phù thề. Đúng rồi. Dạ. Con rủ nó đi đâu đi. À, à dạ. À, Mai ơi, ngày mai em muốn đi đâu? Uống đi anh, để mặt em chút đi chứ. Mai à, cho anh hỏi cái. Uống hết đi này hỏi. Muốn hỏi gì đây hỏi. Uống cũng khá đấy. Uống nha. Ôi, Mai ơi, cho anh nghỉ đi, anh chịu hết nổi rồi. Mới có ba chai mà nghỉ cái gì. Sao cứ hát lại trong phố Việt Kỳ vậy? Hết nổi đúng không? Em cho anh nợ dòng này. Ừ. Ê, em uống đá kìa. Chuyện banh đi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, giữ làm cái gì? Chuyện qua, chuyện qua. Trời, má, chơi xấu kìa. Trọng tài này ăn quá lộn chắc luôn anh. Em mà biết nhà nó đâu, đem giam cho chết mẹ nó luôn. Em xin lỗi anh, em hơi hững chút. À, không sao, niềm đam mê bóng đá là bất diệt mà. Mà đi chơi em ăn vui không? Vui, vui chứ. Vui hả? Uống tiếp nha. Nữa hả? Gì đâu anh, phương châm sống của em á là vui cũng uống, buồn cũng uống. Mà không vui, không buồn, cũng uống. Vô anh ơi. Sao không về anh ơi? Vậy anh. Vậy đi nè. Về em. Mình đi tầng 2. Biết quán này mòi bén lắm. Nói đúng không? Ừ. Không uống bia nữa. Ừ. Chuyển qua uống rượu. Rượu đế nha. Trên chua cười này. Ba mẹ mất về. Ủa? Chuyện gì cái vậy ba mẹ không được vui? Con giữ mặt với mẹ hả mày? Hả mày? Con làm cái gì thằng Khoa nó chạy mất dép rồi kìa. Bác Hân bắt gọi điện mắng vốn mẹ nè. Có chuyện gì nữa mẹ nghe? Trời ơi mẹ ơi. Thì tại vì con với anh Khoa không hợp. Bà biết không? Uống mới có ba chai à. Xỉn lên xỉn xuống. À, ba chai xỉn lên xỉn xuống yếu. Vậy là không hợp rồi. Sao mà ép được? Nó nói có lý á bà. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép chai. Không im đi. Bây giờ tôi không ép nó khi nào nó mới tới chồng. Ủa hồi xưa tôi với ông cũng có biết mặt nhau đâu. Rồi ba mẹ mai mối rồi ở với nhau tới bây giờ nè. Mẹ con nói cũng có lý á con. Ví dụ như là không có được mối này là ba mẹ giới thiệu cho mối khác nha. Ba mẹ ơi, giờ là thời đại nào rồi mà còn mấy cái chuyện mai mối đó nữa. Mình phải quen người mình thích, lấy người mình yêu chứ. Mình chỉ sống được có một lần thôi mà. Nó nói cũng có lý á bà. Ok, sai. Cái nhà này tôi làm đi cũng sai hết. Trời ơi, tôi sai từ chồng với con rồi. Trời ơi, tôi sai quá sai rồi. Mấy hôm nay bà sai sai hay sao con? Ba làm vậy ghen ba. Thôi, 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 thôi. Đừng có buồn nữa mà. Từ từ rồi ba mẹ bà sẽ hiểu cho bà thôi. Ừ, cũng hy vọng là vậy á. Thôi vô đi, có mình ông hiểu tôi nhất rồi. Làm gì uống như vậy? Chuyện gì buồn hả? Tôi với Miso chia tay rồi. Miso? Minh Sơn hả? Người yêu ông hả? Sao chia tay? Thì tôi nghi ngờ Miso có nhân tình mới. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại anh hoài. Anh giận, anh la tôi. Rồi hai đứa cãi qua cãi lại. Xong chia tay luôn đó. Rồi cuối cùng là người yêu của ông có nhân tình mới hay không? Tôi cũng không biết nữa. Mà thôi chuyện đã qua rồi. Đã chia tay rồi á, là hết. Là hết. Tôi không muốn nhắc lại nữa đâu. Bữa nay á, tôi với bà nhậu tới bến luôn đi. Tới quê. Cái gì? Tới sáng mai luôn. Vô. Vô.
Chuyện này là sao? Tôi không nhớ. Tôi không biết gì hết trơn á. Bà đừng hỏi tôi nữa. Tôi nhức đầu quá à. Ông ấy nói là tôi với ông chưa làm gì nhau hết đi. Tôi nghĩ là có rồi đó. Tôi đi. Không được. Tôi cấm ông. Không được kể chuyện này cho ai nghe chưa. Ông mà kể ra tôi giết ông chết đó. Bà bị điên hả? Nói ra chuyện này á, người thiệt thòi là tôi nè. Là tôi nè. Cái gì? Người thiệt thòi là ông á hả? Không được. Chuyện này á, sống để bụng, chết mang theo. Ông phải tỏ ra bình thường, nhưng không có chuyện gì xảy ra chưa? Tôi biết rồi mẹ. Gọi tôi có gì không? Tôi định rủ bạn đi chơi. Trời, ông làm cái chuyện vậy rồi mà ông còn nghĩ tới đi chơi được nữa hả? Thì bà kêu tôi bình thường mà. Thì tôi bình thường đó, bà sao vậy? À, đi chơi hả? Để xíu, thay đồ. Xin lỗi nha, để ông đợi lâu. Bị gì vậy? Bà mới bị cái gì đó. Trời, bữa nay bánh bèo nhập bà hả? Ừ thì ba mẹ tôi bắt tôi mặc vậy chứ tôi có thích đâu. Đừng có nhìn chằm chằm nữa coi, tôi ngại. Ok ok, tôi không nhìn nữa được chưa? Nè, uống cái gì để tôi gọi cho. Cà phê đá. À, mà thôi, ca mép đi. Cho ly cà mép em ơi. Mình có nên nói ra sự thật là mình có gì đó với ổng không ta? Ê bà, tôi có chuyện này quan trọng muốn nói với bà nè. Tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với ông á. Được, nhân dịp này mình quyết định nói luôn. Nhưng mà ông nói trước đi. Miso mới nhắn tin hỏi thăm tôi đó. Ủa bà sao vậy? Bà không vui hả? À, đâu có, tôi bình thường à. Chỉ là hơi bất ngờ thôi hả? À, rồi ông trả lời người ta làm sao? Thì tôi trả lời là tôi cần thêm thời gian. Trời ơi, tại anh làm tổn thương tôi nhiều lần rồi. Cho nên lần này tôi phải hành ảnh mới được. Tôi cũng phải có giá của tôi chứ bà, đúng không? Ừ thì làm giá đi. Nhưng mà cái gì cũng vừa vừa phải thôi. Không người ta sợ, người ta chạy mất dép không bây giờ. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Trai đẹp, cao, to, sáu múi như ảnh. Làm sao tôi bỏ qua được đúng không? À, chúc mừng nha. Ờ, à, còn bà, nãy bà nói có chuyện quan trọng gì đó, bà kể đi. Ừ, thì ba mẹ tôi mới làm mai cho tôi một anh nữa. Trời ơi, có trai rồi hả? Sao, đẹp không, đẹp không? Kể nghe coi. Ừ, thì cũng đẹp. Đẹp là được, đẹp là tôi duyệt. Tôi ủng hộ, tới lên đi bà. Thôi, chắc là xài chiêu cũ, nhưng người ta chạy mất dép. Bà này ác thiệt luôn á trời. Trai đẹp mà không biết xài, là mai mốt bà ế chứ không. Nước kìa.
Chỗ này ngày xưa hai đứa mình hay ngồi nè, không nhớ không? Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá ha. Mới ngày nào hai đứa mình còn ở chuồng tắm mưa mà bây giờ... Mà nói cái gì vậy? Tự nhiên cái cỡ chuồng tắm mưa à? À không phải, ý của tôi là... ý của tôi á là... Misa! Anh Miso. Misa, anh biết những lỗi lầm của anh không dễ dàng gì để em tha thứ. Anh xin lỗi, hãy cho anh thêm một cơ hội. Người ta đã xuống nước xin lỗi rồi thì xuống nước theo người ta đi, chứ chảnh hoài người ta bỏ chạy mất dép bây giờ. Bà phải từ từ, để tôi làm giá chứ. Thôi tôi đi để cho hai người có không gian riêng nha. Chính ngôn tình hả? Mày! Ủa ông đi đâu đây? Miso của ông đâu? Bà có tin vào điều kỳ diệu không? Tôi định rủ ba đi chơi. Ông tỉnh quá à? Đã làm gì vậy rồi mà có thể coi như không có gì hả? Thì bà kêu tôi bình thường mà. Thì tôi bình thường đó. Bà sao vậy? Quên. Đi chơi phải không? Để chốt thay đồ. Ok. Nên nói ra không ta? Lỡ nói ra có khi mất luôn người bạn thân nhất từ trước tới giờ. Misa, tối nay về nhà anh nha. Em xin lỗi. Mình chia tay đi. Tại sao lại chia tay? Em yêu người khác rồi. Người nào? Nói ra thì thật là mất cười. Nhưng mà sự thật thì em đã yêu một con bánh bèo. Em yêu một con bánh bèo? Misa, em làm như vậy em không sợ tội nghiệp hả? Coi chừng tội BD hoặc em chết đó. Em chấp nhận. Misa! Bà cũng hay thiệt đó. Trai công mà bà vẽ hình thẳng luôn. Sau lần đó, Miso không còn tồn tại nữa. Chỉ còn Minh Sang đẹp trai, mạnh mẽ và đàn ông thôi. Một người đàn ông thật sự có thể che chở và chăm sóc cho tôi cả đời.
Nếu bạn còn đang FA và đang mãi mê đi tìm một anh người yêu hoàn hảo trong chuyện ngôn tình, thì bạn có thể thử một lần ăn nhầm bản thân, biết đâu được.